Tổng cục thuế vừa có công văn yêu cầu cơ quan thuế các cấp khẩn trương quyết liệt triển khai quy định phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo đó, Tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế giả soát, chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, triển khai các giải pháp chống gian lận, thất thu thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập các tổ liên ngành triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Tổng cục thuế đề nghị cục trưởng cục thuế các tỉnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo về tổng cục thuế.